Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các biện pháp phòng chống dịch mới sẽ được áp dụng kể từ 12 giờ ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, yêu cầu mọi người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài khi cần thiết như đi công tác, đi làm việc ở cơ quan công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K. Người dân được ra ngoài khi mua lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu mua thuốc chữa bệnh, cấp cứu, nhưng phải giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp, không được tập trung quá hai người. Thành phố cũng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động thể thao, kể cả đạp xe, đi bộ, tập thể dục, dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, mai táng được hoạt động. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bảo đảm phương châm ba tại chỗ, các chợ hoạt động theo tần suất tạm dừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu tại chợ siêu thị. Các cơ quan công sở làm việc không quá 50% số người tạm dừng các cuộc họp không cần thiết. Đối với những người đi làm việc phải có thẻ công chức, thẻ nhân viên để trình báo khi được hỏi. Cán bộ công nhân người lao động khi đi làm thực hiện nghiêm một con đường hai điểm đến. Song song đó, thành phố tạm dừng hoạt động giao nhận hàng hóa như shipper, grab, xe kinh doanh dưới 9 chỗ ngồi. Các gia đình không tổ chức sinh hoạt đông người như sinh nhật, tiệc tùng, các đám tang không được kéo dài quá 48 tiếng đồng hồ, không được tập trung quá 20 người.